Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một dự án mới Binance, sân chơi blockchain đầu tiên dành cho trò chơi xã hội. Bạn có thể tham gia trò chuyện ngay bây giờ. Với giảm giá riêng tư trực tuyến mọi thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Binance, trên khắp thế giới hàng triệu người chơi và yêu thích các trò chơi liên quan đến kỹ năng, kiến thức và chiến lược. Binance có khả năng cạnh tranh trên mạng xã hội ở cấp độ hoàn toàn khác. Điều gì đang xảy ra trong sân chơi? Vì chúng tôi đã ra mắt người dùng 6.531 người đã đăng ký tham gia với tiền thưởng 4.237.600. Bạn có thể tham gia buổi tại đây. Các Binance Playground, một nền tảng cho các trò chơi xã hội dựa trên blockchain với kỹ năng chiến lược, tốc độ, tạo chéo, chuyển sang trò chơi dựa trên kiến thức. Trên Binance, bạn sẽ tìm thấy những trải nghiệm chơi trò chơi xã hội độc đáo, thú vị và tương tác, nơi tiền bạn có thể phát triển theo cấp số nhân và một trò chơi khiến tâm trí của bạn hoạt động và giành được thẻ BRNZ token. Đánh dấu thành công của bạn và tăng thu nhập của bạn, bảng xếp hạng sẽ xuất hiện ngay sau khi bạn hoàn thành trò chơi. Vì vậy, bạn có thể so sánh điểm số của mình với điểm số cao nhất của những người chơi khác. Sử dụng ví an toàn, giải thưởng của bạn đi thẳng vào ví được đảm bảo của bạn. Ví này sẽ cho phép bạn nhập bất kỳ trò chơi nào trong sân chơi Binance. Bạn cũng có thể rút tiền mặt của bạn tham gia giao dịch chúng tôi trên các trao đổi mã hóa khác. Bán mã thông báo bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Token sale sẽ khởi chạy vào 23 ngày nữa. Tiền thưởng token sale giai đoạn 1 30%, giai đoạn 2 20% và giai đoạn 3 10%. Không để đợi cho đến khi bán mã thông báo, bạn có thể tham gia và yêu cầu tiền thưởng của bạn tại đây. Thêm 5% tiền thưởng trong token sale. Các pin mã thông báo BRNZ là mã thông báo ERC20 dựa trên Ethereum. Mã thông báo sẽ là phần thưởng cho việc tham gia và chiến thắng trò chơi Crypto Binance và cho phép người chơi Binance sẽ chơi bất kỳ trò chơi nào trên Playground. Tiêu chuẩn Ethereum ERC20 tiện ích dựa trên giá bán 1 BRNZ bằng 0,01 đô. White paper dưới đây mô tả chi tiết dự án Binance, cảm thấy tự do đọc, chia sẻ, đặt câu hỏi và cung cấp phản hồi cho cộng đồng Binance về các mô tả được cung cấp cho bài báo. Bạn có thể làm tất cả trong nhóm Telegram, chỉ cần yêu cầu một quản trị viên, chúng tôi phục vụ 24/7. Phân bổ mã thông báo, sử dụng tiền. Chúng tôi đã xây dựng cấu trúc bán mã thông báo theo tiêu chuẩn của ngành, nhấn mạnh vào thời gian khóa dài hạn, mô hình chi tiêu hàng tháng và tính minh bạch như được mô tả trong báo cáo chính thức của dự án. 22% tổng số vốn sẽ được phân bổ cho Binance, được ủy quyền trong 24 tháng cho ngân sách hoạt động hàng tháng, được lên kế hoạch tập trung vào R và D, tạo ra nội dung phát triển và phát hành trò chơi liên tục. Đội sáng lập của chúng tôi, các ban cố vấn, tiếp thị kỹ thuật số, tư vấn công nghệ và blockchain, lãnh đạo blockchain, đối tác về tiếp thị, trưởng chương trình, party, các đối tác. Lộ trình từ tháng 4 năm 2017, dự án Binance ra mắt. Tháng 6 năm 2018, token sale bắt đầu 8 tuần cộng tác ban cố vấn. Tháng 8 năm 2018, đầu cuối mã thông báo. Tháng 9 năm 2018, trình bày tích hợp PG của bên thứ 3. Và tháng 7 năm 2019, năm trò chơi Dragon xét trên PG phương tiện truyền thông.
những câu hỏi thường gặp, trò chơi xã hội dựa trên kiến thức gì? Blockchain có phải làm gì với game xã hội dựa trên tri thức? Làm thế nào để tôi tạo ra My Ethereum World? Bạn có thể đăng ký mail để tham gia tại đây. Bạn có thể xem thêm, cập nhật những tin tức mới tại website brainer.io. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.